nghe được không? Có ai nghe được gì chưa? Ai nghe được bây giờ tay lên nha. Ở dưới có nghe được gì chưa? Có nghe được gì chưa? Rồi rồi rồi, giơ tay, bên này giơ tay, dừng nhạc lại ạ. À. Có đôi khi. Bài gì ạ? À? Bài có đôi khi. Có đôi khi, đúng không ạ? Chính xác, 1-0. Thành, dễ mà đúng không ạ? Dễ. Dễ sao, chị thấy sao khi chị nghe ngược lại, chị thấy sao? Như ca sĩ khác đang hát hay sao? Rồi, vậy mà các bạn fan ở dưới lại có người nghe được trước chị luôn. Bởi vậy chị mới trả lời được á. À, không nhắc nha. Nhắc thì nhắc đội kia, để bên này mình còn phạt chị Linh nữa chứ. Phạt hấp dẫn lắm. Tiếp tục bài hát thứ hai, một bài hát rất quen thuộc. Ê! Trời ơi, cái gì vậy trời ơi? Thiệt luôn á. Đâu, nói nghe coi nè. Em sẽ trả lời là chờ người nơi ấy. Thì đúng rồi chứ sao. Cố lên, mình phải cố lên. Mình cố lên, chị đứng bên này chị chơi với tụi em luôn nè. Rồi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3, nhạc. Dừng lại, nhạc dừng lại. Hai đội nghe được chưa? Đoán. Bây giờ mình đánh đại đi, trời đất ơi, mình đánh đại đi. Cái đội này thua quá nè, đánh đại đi nè. Bây giờ mình thua quá rồi. Có đánh đại bài nào được không? Thôi bây giờ, chị sẽ cho một gợi ý. Rồi, em dạ, bài hát của em. Chính xác. Làm sao biết được nó chính xác cây cao? Ủa nó chính xác mà chị. Bật lại, bật nghe lại bài đó cho em với ạ. Bật nghe lại cái đoạn tôi ngược à. Ủa chị nghe quen chưa? Quen chỗ nào luôn á. Trời ơi là trời. Ok, rồi, bài hát của em. Dừng lại ạ. Tại vì biết sao không, bài đó là em cứ ngân nghe một bài hát của người ta đó chị. Mình nghe vậy mình thấy bài của người ta luôn, mình không giống bài mình nữa rồi đó. Rồi, tiếp tục. Bài tiếp theo. Easy Money. Dễ lắm. Dừng lại ạ. Bài Đại Lộ Tan Vỡ. Sai bét. Ủa mà đúng sai không vậy? Đúng rồi, sai ạ. Đại Lộ Tan Vỡ. Không phải. Bên này có đáp án gì không? Rồi gợi ý nha. Gợi ý. Bài hát này có 4 chữ. Ai nói ạ? À? Cảm ơn tình yêu. Đây nè. Vậy chị nói gì ạ? Cảm ơn tình yêu. Dạ sai chị. Chị thấy tin người quá. Vẫn 4 chữ, giờ bà chị Linh có bao nhiêu bài 4 chữ, nói ra hết đi, nhanh lên. Rồi, dạ. Người hát tình ca. Đúng rồi à. Trời ơi, cái đội này, thiệt thình. Rồi, mà em nghe được. 3 trên 5 rồi, còn muốn gì nữa chơi tới chừng. Chưa chị, em có một list bài hát chị. Ủa không lẽ chị Linh ra có 5 bài, chị ra biết bao nhiêu bài mà chị. Okay. Đúng không ạ? Tiếp tục các bạn, cố lên. Cố lên nha, suy nghĩ cho bài dễ lắm nha, làm ơn nha. Xin mời nhạc. Dừng đi. Đây nè. Em biết chị đấy được rồi mà, em dừng. Bây giờ, em trả lời đi em, Đây nói trước mà. Cảm ơn tình yêu. Không, chưa lại. Bây giờ mình 1, 2, 3 giơ tay tại vì không đều á. Hồi nãy nè, không phải gì nè. Cái luật là em xin phải nói là 1, 2, 3 giơ tay, mình mới giơ tay. Đâu có lúc nào mà trong người ta đang nghe nhạc mình giơ tay lên như vậy là mình sai. Bắt đầu là 1, chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, giơ tay. Dạ. Dạ, cảm ơn tình yêu. Đúng
Trời ơi, hay quá, em hay quá. Xin nhắc cho mọi người biết tỷ số đang là 3-1 nghiêng về đội Uyên Linh. Nhưng bây giờ đó là 3-2 rồi. Vừa mới được thêm một bài nữa là 3-2 rồi. Ủa, nãy có đoán được bài gì đâu? Có, nãy có một bài gì đó nhỉ? Bài hát của em, bài hát của em. Bài hát của em hồi nãy là ai cũng sai mà. Không, đội bên này. À vậy hả? Chị, fan chị luôn đó chị. Cũng fan chị đó. Tiếp tục nha, bây giờ lên là 3-2 này nha. Cố lên, sắp quề rồi. Tiếp tục. Bắt đầu. Dừng lại. Mượn. Mà nghỉ đi, không chơi nữa, mệt quá rồi. Là tại có đúng rồi à, mượn. Bây giờ chúng ta chỉ còn một bài cuối cùng thôi, nghe cho vui thôi chứ đội này thua rồi nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Bay chị la dữ vậy. Rồi dừng lại. Chị đánh được không ạ? Một bài hát trong Việt Nam Idol. Rồi đoán, em có đoán được bài nào? 1, 2, 3 Việt Nam Idol. Em đoán trước đi, chị nhường em luôn á. Chị là giấc mơ. Quá dễ thiệt luôn á. Rồi, chúc mừng tụi em. Hai bài, một tràng vỗ tay cho tụi em. Thật sự đây là một cái trò chơi mà chúng ta phải tìm ra đội thua để phạt đội đó, đúng không chị? Dạ, nhưng mà nếu mà chị Uyên Linh không có mặt trong đội thua nên là đội thua không sao cả. Chúc mừng tụi em. Cảm ơn tụi em rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những món quà. À khoan. Đây là những món quà.